nhiều quá. Con gái, con có hoa tặng mẹ. Wow, hoa đẹp thế, con hái ngoài vườn à? Vâng. Người xem thơm không nhá? Thơm quá. Cảm ơn con gái nhá. Cô giàu quá. Cô xinh đẹp không? Xinh đẹp luôn. Xinh đẹp giống công chúa lắm mẹ. À, giống công chúa. Ơ mẹ lấy hai lấy mấy cái cà chua này làm gì? À, mình làm mứt mình ăn nhá. Mình làm mứt cho con ăn nhá. Mình mang ra ngoài bàn mình ăn nhá. Mang ra ngoài bà ăn thôi con cầm đũa cho mẹ nhé. Vâng. Rồi đi thôi. Ngon nhỉ. Ăn đi con. Thơm không con? Ngon nhé. Mẹ cho con gì vừa lò thế. Có đường không? Được.
Dạ. Cái gì nữa? Cá đường thôi. Với cà chua thôi bà. Cà chua thôi. Ừ. Ừ, ngon quá. Em ăn bé nhá. Không ăn chè chua. À, chè chua à. Ngoài. Thơm nhỉ? Bên trong hơi dẻo dẻo nhỉ? Ngoài. Ngọt nhỉ con nhỉ? Tôi vừa chua chua nó vừa ngon ngon đấy. Ừ. Để chua chua vừa ngọt ngọt đúng không? Con ăn thử với mẹ rồi nó ngon với nó chua với nó ngọt. Ừ. Nó to thế. To quá cái này. Ngọt nhỉ cái nhỉ. Nhai đi cái. Nhiều vừa mồm em đây. Dạ.